Chiều 21 tháng 5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7. Tờ trình nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng, đề nghị bổ sung nội dung phê chuẩn, đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, tiến hành cùng với nội dung nhân sự chiều ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét quyết định. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo nghị trình kỳ họp thứ 7, từ 16 giờ 30 chiều nay, 21 tháng 5, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu chủ tịch nước. Tại hội nghị lần thứ 9, Trung ương khóa 13 vừa diễn ra tuần trước đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước. Sáng 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước. Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó ban kiểm phiếu làm việc, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Tiếp đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước tuyên thệ, chủ tịch nước phát biểu nhậm chức. Sau đó Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nếu có. Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu nếu có. Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Lê Văn Tuyến.